Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh VN Stock của mình. Thì hôm nay là cái phiên thứ tư, phiên ngày 29, cũng là cái phiên gần kết thúc tháng rồi. Thì các bạn xem cái diễn biến của thị trường nó diễn biến như thế nào ha. Đồng thời mình cũng trao đổi với các bạn thêm, mà đặc biệt ở trong nhóm Zalo của mình hôm nay bàn khá nhiều về cái cổ phiếu FPT. Thì ở trong này bản thân mình cũng nhận định rằng cái giai đoạn khó khăn như thế này của thị trường, khi mà thị trường nó giảm điểm như thế này, thì chúng ta cái cơ hội chúng ta tích lũy những cái cổ phiếu tốt hiện nay là đang là một cái phương án lựa chọn khá đúng đắn ha. Và bản thân mình thì mình cũng đang quan sát cái cổ phiếu FPT, mình cũng sẽ tranh thủ trong thời gian sắp tới thì mình cố gắng mình bổ sung thêm một ít cái cổ phiếu này vào cái danh mục của mình. Thì hiện nay cái tỷ trọng của cổ phiếu FPT trong cái danh mục mình cũng tương đối lớn và mình vẫn tiếp tục sẽ mình sẽ mua vào cái cổ phiếu FPT này, bởi vì mình có những cái phân tích và có những cái nhận định riêng về cái cổ phiếu FPT. Nó là một cái cổ phiếu gần như là miễn nhiễm với cái tình hình Covid hiện nay. Bằng chứng là trong cái báo cáo kết quả kinh doanh của quý 1 và quý 2 vừa rồi thì FPT nó có cái đà tăng trưởng khá là tốt. Cho nên là hiện nay mình vẫn còn đang rất là kỳ vọng vào cái cổ phiếu của FPT. Mình sẽ tiếp tục quan sát để mình cố gắng mình tích lũy. Và cái phương án tích lũy như thế nào thì xíu nữa chúng ta sẽ trao đổi thêm một chút. Còn hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến của thị trường. Thì các bạn nhìn ở trên cái biểu đồ của VN Index ở đây, chúng ta quan sát 4 phiên gần nhất ha, cái phiên ngày thứ 6 vừa rồi của tuần trước, thì sau khi mà những cái thông tin đầu tiên về Covid trong cái đợt lần thứ 2 thì ngay lập tức là thị trường nó giảm rất là sâu, và sau đó đến cái phiên thứ 2 nó còn giảm sâu nữa bởi vì sau đó là những cái ngày thứ 7, Chủ nhật là những cái ngày nó đưa tin tức liên tục về cái tình hình này, và ngày thứ 2 nó giảm khá sâu. Các bạn nhìn thấy cái điểm hơi mờ ở trên cái cây này ha, ngang chỗ con trảo chuột của mình ở đây, là có thời điểm nó xuống đến 780, và sau đó cuối phiên thì nó có phục hồi lại một chút. Đến phiên ngày hôm qua là phiên ngày thứ 3 thì nó có một cái sự phục hồi, và mọi người rất là kỳ vọng vào cái việc phục hồi của phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên thì diễn biến nó không như trong đợi, thì hôm nay nó tiếp tục nó cái đà nó suy giảm nữa. Và các bạn quan sát cái điểm thấp nhất của cái cây hôm nay, cây ngày thứ thứ tư này, thì nó còn thấp hơn cả so với cái cây ngày thứ hai nữa ha. Lúc này những cái thị trường nó rất là xấu, và có thời điểm là cái điểm trên thị trường, điểm của VN Index nó giảm hơn 30 điểm ha. Đây là một cái những cái lúc này mọi người rất là hoang mang Thì các bạn có quan sát ở trong cái kênh VN Stock của mình, đặc biệt là trong những cái clip gần đây, trong vòng các bạn nhìn thì trong từ cái thời gian mà những cái việc lình xình 2-3 một số cái cây nó gãy như thế này nè ha, mình liên tục mình khuyến nghị các bạn là giảm tỷ trọng margin và hạn chế giao dịch trên các cổ phiếu lạ, chủ yếu chúng ta tập trung vào các cổ phiếu mà chúng ta quen, chúng ta hiểu được cái diễn biến giá, chúng ta hiểu được cái bản chất doanh nghiệp, chúng ta hiểu được cái cơ cấu ngành nghề của doanh nghiệp, và chúng ta hiểu được cái kết quả kinh doanh vừa rồi của nó như thế nào. Thì mình cũng liên tục mình khuyến nghị các bạn là chỉ nên tập trung giao dịch ở nhóm những cái cổ phiếu an toàn thôi ha. Các bạn có thể là lục lại các clip ở trên cái kênh YouTube của mình ở đây ha, kênh này, thì các bạn sẽ thấy là mình thường hay khuyến nghị những cái cổ phiếu nó an toàn và cái phương án mình xử lý thôi, chứ mình bữa giờ thì mình cũng không khuyến nghị các bạn mua nhiều những cái cổ phiếu lạ. Tại vì là thị trường nó diễn biến, kể cả trước khi cái thời điểm mà diễn ra cái tin tức về Covid của đợt bùng phát này, thì thị trường nó đã có những cái phiên nó lên xuống rất là thất thường. Cho nên mình cũng chuyển hướng là mình trao đổi với các bạn lựa chọn cổ phiếu an toàn là quan trọng hết. Thì nếu các bạn theo dõi ở trên kênh của mình trong gần như 2-3 tuần hiện nay, thì mình cũng chỉ trao đổi ba cái cổ phiếu quan trọng. Một là cái cổ phiếu IMP, là cổ phiếu ngành dược, hai là cổ phiếu FPT, và ba là cái cổ phiếu của Hòa Phát. Và hiện nay trong cái danh mục của mình thì mình cũng đang nắm giữ ba cái cổ phiếu này là chính. Hầu như là mình không còn cái cổ phiếu nào khác cả ngoại trừ ba cái cổ phiếu này, kể cả ba cái tài khoản của mình bên RSI, bên VPS và bên cả BSC, thì mình đều giữ ba cổ phiếu này thôi, chứ mình không bán, không có giao dịch trên các cổ phiếu lạ ha. Các bạn để ý là mình chỉ chủ yếu tập trung, kể cả cái giai đoạn này, những cái giai đoạn trong cái thời gian tiếp theo, mình nghĩ rằng nó chưa hình thành rõ cái xu thế cơ, cho nên các bạn vẫn cứ tiếp tục lựa chọn những cái cổ phiếu an toàn để các bạn mua vào, trong đó là những cái cổ phiếu mà nó có cái kết quả kinh doanh quý 2 vừa rồi nó nổi trội,
có kết quả kinh doanh quý 1 nổi trội, và đồng thời là những cái ngành nghề, những cái nhóm ngành mà nó không bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch Covid, mà chứ các bạn có thể suy luận từ cái giai đoạn 1 thì các bạn cũng có thể tìm ra được một số cái doanh nghiệp như vậy. Đồng thời là các bạn cũng phải xem là cái cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp trong cái báo cáo kết quả kinh doanh đó, nó thực sự là nó có cái lợi nhuận đó nó có đến từ cái ngành nghề kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp hay không. Còn những cái lợi nhuận mà nó mang tính chất bất thường, ví dụ như lợi nhuận tài chính hay là lợi nhuận từ việc mà buôn rồi thanh lý tài sản này nọ, thì những cái lợi nhuận đó nó không mang tính chất bền vững ha. Cho nên là các bạn phải nên chú ý là nó có lợi nhuận thì nó lợi nhuận ở trên cái trên cái hoạt động kinh doanh cơ bản của nó, thì đây mới là tín hiệu tốt, và là chính là cái tín hiệu mà nó đã miễn dịch ở trong cái giai đoạn Covid đợt 1 ha. Các bạn nên tập trung chú ý và phân tích cho kỹ những cái cổ phiếu mà các bạn yêu thích vào đúng cái bản chất của vấn đề ha. Thì như vậy thì đến cái phiên hôm nay thì thị trường nó cũng cũng đã xấu hơn ha. Nó giảm 22 điểm rồi, và giao dịch hôm nay nó giao dịch gần 5.500 tỷ. Mặc dù là nó không cao như như hai cái phiên hôm thứ sáu và hôm thứ hai, hôm thứ sáu và hôm thứ hai đúng nghĩa là gần như là người ta bán tháo chạy ra khỏi thị trường ha. Hôm nay thì có thể là đã bình tĩnh hơn một chút rồi, nhưng mà là cái tín hiệu giảm điểm nó cũng còn khá nhiều. Và đặc biệt là với cái tình trạng này thì mình nghĩ rằng là cái việc call margin nó đã xảy ra rất là nhiều ở trên 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 rất là nhiều nhà đầu tư ở trên sàn chứng khoán rồi. Cái áp lực mà bán để thoát margin và bán ra các lỗ, mình nghĩ rằng nó sẽ còn diễn biến tiếp. Cho nên là chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta quan sát và chúng ta chờ đợi. Đặc biệt là nếu như các bạn tham gia ở ở cái nhóm Zalo của mình ở trên này, hoặc là các bạn theo dõi các kênh các clip trên kênh của mình, thì mình cũng đã khuyến cáo các bạn là phải cắt giảm hết toàn bộ margin rồi, cơ cấu cá nhân một tài khoản về những cái cổ phiếu an toàn ha. Mặc dù cũng có một số bạn thì có mua vào những cái cổ phiếu lạ, nhưng mà rõ ràng nó không đi chung với cái xu thế chung ở trên nhóm, và nó cũng không phù hợp lắm với cái phần khuyến nghị của mình. Tất nhiên khuyến nghị của mình nó chỉ là một phần để cho các bạn tham khảo thôi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cái việc mà lựa chọn cổ phiếu an toàn trong cái giai đoạn hiện nay là một cái phương án mà hành xử đúng nhất. Mà trong này thì có nhiều bạn hôm nay cũng mua vào cái cổ phiếu của ngành bán lẻ, có một số bạn thì cũng muốn mua cổ phiếu hàng không ha. Những cái ngành nghề này mình nghĩ rằng là các bạn phải nên quan sát kỹ trong cái thời gian tiếp theo, xem thử các đà phục hồi của thị trường chứng khoán nó như thế nào, thì chúng ta mới cân nhắc ha. Và cái tình hình diễn biến của dịch bệnh như thế nào, thì chúng ta mới cân nhắc và quan sát các cổ phiếu đó ha. Kể cả cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì hiện nay là mình cũng 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 không tham gia giao dịch ha. Và mình cũng chỉ tập trung chính ở cái cổ phiếu FPT hiện nay. Sau hôm nay thì HBG nó đã chia cổ tức rồi, và cái bài toán cái quan sát của mình hiện nay nó đang tập trung dành cho cái riêng cái cổ phiếu FPT là chính ha. Các bạn nên nên nên, nên tham khảo thêm để rồi có cái nhận định cho mình cụ thể. Chúng ta quan sát thử cái nước ngoài. Các bạn thấy hình như là nước ngoài đã mua vào 4 phiên liên tiếp trong trong cái thời gian gần đây, 4 cái cây gãy như thế này thì đừng mua vào vào liên tiếp. Và hình như hôm nay là cái phiên nước ngoài mua vào nhiều nhất, mua ròng vào nhiều nhất so với mấy phiên vừa rồi. Hôm nay thì chênh lệch mua bán của nước ngoài báo cáo là hơn 310 tỷ ha. Cái tín hiệu như thế này là rất tốt. Và các bạn xem thử là ở trong nước thì người ta đua nhau bán ra, trong khi nước ngoài thì người ta lại bình tĩnh, người ta mua vào. Cái phần này thì các bạn nên có thêm cái nhận định của bản thân mình. Và đặc biệt là mình thì hiện nay mình quan sát nhiều ở cổ phiếu FPT, mình cũng không thấy là cái hiện tượng nước ngoài bán ra, mà cứ hở một 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 ít rom thì người ta sẽ mua vào ha. Cái cổ phiếu FPT mình đang xem cái phần biểu đồ của nó đây. Cái phiên hôm qua thì nó phục hồi khá tốt, và phiên hôm nay mặc dù là buổi sáng nó có những cái giai đoạn nó giảm rất là nhiều điểm, nhưng mà đã cuối cùng nó đã phục hồi là được là tầm khoảng 44.5. So với cái phiên ngày hôm trước thì nó giảm đâu 2.5%. Cái tín hiệu này thì mình nghĩ rằng cũng ổn thôi, tại vì trong cái thị trường nó suy giảm như thế này, việc giảm 2,5% đối với cái cổ phiếu FPT nó cũng cũng không thể hiện nó không phải là cái điều đáng lo ngại, mà nó còn thể hiện được là cái xu hướng người ta mua vào ở trên cổ phiếu này, xu hướng nó giữ giá và xu hướng nó bình ổn so với cái diễn biến của thị trường nó đang xấu đi từng ngày như hiện nay. Và chúng ta tiếp tục, nếu như bản thân mình hiện nay trong cái nhóm Zalo, một số bạn hỏi rằng là chúng ta sẽ mua cổ phiếu nào ở trong giai đoạn này, thì phần lớn mình đều tập trung
mình giới thiệu với các bạn về cái cổ phiếu FPT này hết. Không phải là mình kêu gọi các bạn mua, tập trung mua vào cái cổ phiếu này, nhưng mà là mình đưa ra một cái gợi ý để cho các bạn xem thử rằng cái việc mà tích lũy cái cổ phiếu FPT như giai đoạn, như cái thời điểm này là nó có đáng hay không, thì các bạn sẽ phải tự mình nhận định, phân tích và các bạn sẽ mua vào hay không. Thì trong cái việc mà mình lý luận cho cái phương pháp luận mình trong cái giai đoạn này là tập trung mua vào cái cổ phiếu FPT, nó có mấy lý do. Thì trong đó cái lý do mà đầu tiên mình nhận định rằng FPT là một cổ phiếu mà nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái tác động của dịch bệnh Covid. Và thứ hai nữa là FPT nó có một cái diễn biến, cái quá trình kinh doanh của nó mười mấy gần 20 năm nay nó luôn luôn tăng trưởng, luôn luôn ổn định, và cái mức giá của cổ phiếu trên thị trường nó cũng không có bị những cái giai đoạn suy giảm nhiều nhiều quá, mà nó càng ngày nó càng tăng trưởng ha. Sau khi chia cổ tức rồi thì giá nó lại phục hồi, nó lại lên một chút. Sau khi chia cổ tức rồi thì nó lại phục hồi lên một chút. Và các bạn, nếu như các bạn thực hiện các tính toán cơ bản trên cái cổ phiếu FPT thì các bạn chỉ cần lấy trung bình tỷ lệ cổ tức của 5 năm gần nhất của cổ phiếu FPT, các bạn áp dụng công thức tính lãi kép và các bạn tính cái mức giá, diễn biến giá của nó, thì các bạn có thể thấy rằng là cái lợi nhuận của trên cái việc nắm giữ riêng cái cổ phiếu FPT, chúng ta là sử dụng cả lãi kép ở trong này nữa, thì các bạn là có một cái tỷ suất lợi nhuận tối thiểu là nó cũng phải 15-20% một năm, một cái tỷ suất lợi nhuận vô cùng tốt ở trên này. Và hiện nay với cái quan sát của mình trên thị trường, mặc dù là mình không quan sát nhiều mẫu cổ phiếu lắm, nhưng mà là mình quan sát riêng cái cổ phiếu FPT, mình nhận định rằng nó cái giai đoạn này nó chính là cái giai đoạn mà tích lũy vô cùng tốt của chúng ta. Có nhiều bạn thì cứ trông đợi nó xuống giá nữa, mình nghĩ rằng ok, cái việc mà chờ đợi nó xuống giá nữa trên cái thị trường mà nó đang trong đà suy giảm như thế này thì cũng là một phương án hay. Tuy nhiên là cái việc các bạn chờ đến mức giá nào thì các bạn phải kiên trì, thì có khả năng còn đối với bản thân mình thì mình cũng có thể là thay vì mình chờ một cái mức giá cố định, giả sử mình chờ đến mức 43 đi ha, có thể là mình chờ không được, có thể là nó cũng không xuống tới 43, thì như vậy thì chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội mua. Cho nên là nếu như mình thì mình cũng lựa chọn một phương án, mình không biết là khi nào nó xuống đến tận cùng cả, mình chỉ chọn phương án là hôm nay mình mua, bây giả sử mình có tiền mình sẽ mua 10 cổ phiếu, ngày mai mình có tiền giá nó giảm nữa mình sẽ mua 10 cổ phiếu tiếp, ngày mai nó giảm nữa mình sẽ mua 10 cổ phiếu tiếp. Cái phương án này không phải là cái phương án mà bình quân giá xuống mà các bạn hay gặp cái một số cảnh báo hay một số phân tích hay là cái phương pháp luận về chứng khoán. Cái này mình nhắc lại cho các bạn, nó không phải là phương pháp bình quân giá xuống, mà đây là cái cách chúng ta tích lũy tài sản tốt khi mà có cơ hội, cái thị trường nó có những cái tín hiệu bất ngờ để cho chúng ta có cơ hội mua vào tài sản tốt với giá rẻ. Các bạn quan sát lại kỹ hoặc là các bạn đọc lại kỹ một chút trong các cái tài liệu, các cái sách báo nói về cái phương pháp luận của Warren Buffett, nhưng mà là cái hoặc là cái phương pháp luận của cái cuốn sách Buyback Time ha. Họ cũng trình bày khá rõ cái phương pháp luận của họ, và họ cũng trình bày khá rõ về cái chiến thuật mua của họ trong trong cái cuốn sách này, trong những cái tài liệu này. Mình nghĩ rằng đây là một cái phương pháp hành xử hiện nay là tương đối đúng cho những người đang có tiền mặt và cũng đang ôm bạn, cũng đang muốn tích lũy những cái tài sản tốt, an toàn, và nó giảm thiểu những cái rủi ro trên tài khoản của mình. Còn giai đoạn này mọi phân tích kỹ thuật theo mình là nó đều không chính xác cả, bởi vì là giả sử chúng ta quay lại cái thời gian của ngày hôm qua đi. Chúng ta nhìn trên thị trường là gần như 95% cái cổ phiếu là nó đều tăng cả, rõ ràng tín hiệu mua cực kỳ tốt ở trong cái phiên vừa rồi đó. Nhưng mà là sau hôm nay thì nó lại suy giảm. Những cái thị trường, những cái lúc mà tin tức nó diễn ra hàng ngày, những cái tin tức mà nó mang tính chất không phải là tin tức tích cực mà nó diễn ra liên tục như thế này, thì chúng ta mọi cái phân tích, mọi dự đoán, mọi cái suy luận là phần lớn là điều sai cả ha. Thậm chí hôm nay thì các bạn có quan sát ở trên các cái trên internet thì các bạn cũng có thể thấy là công ty chứng khoán FPT FPTS đã hủy bỏ toàn bộ cái khuyến nghị của họ trong cái thời gian vừa rồi ha, bởi vì là do cái chuyện diễn biến Covid này nó khá bất ngờ, và mọi cái dự đoán, mọi cái phỏng đoán về doanh số, về lợi nhuận, về hành vi, về đồ thị, về kỹ thuật nó đã không còn chính xác nữa, cho nên người ta đã toàn bộ người ta đã hủy bỏ các khuyến nghị rồi.
đây là một trường hợp cũng khá đặc biệt trên 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 sàn chứng khoán. Kể cả Covid giai đoạn 1 người ta cũng không hành xử như vậy. Đến bây giờ thì đã có những cái lo ngại nhất định rồi. Thì với ở trong này giai đoạn này thì chúng ta phân nhóm những cái nhà đầu tư, những cái người tham gia thị trường chứng khoán vào mấy cái nhóm. Nhóm thứ nhất hiện nay mà chúng ta đang còn giữ margin, đặc biệt là cái mức margin nó không phải là margin an toàn. Ví dụ như là bản thân mình hiện nay mình đang giữ giữ margin, nhưng mà với cái margin mà hiện nay mình đang giữ á, là mình đủ sức để mình chịu đựng. Giả sử như hiện nay tổng margin của mình thì một tháng, ví dụ tính bình quân cả lãi suất của margin, thì một tháng mình nếu mình không mua đi bán lại gì thì mình sẽ bù bù vào cái margin đó khoảng tầm 2 triệu, thì cái việc này là mình hoàn toàn mình chịu đựng đựng được, thì mình không có gì mình phải lo cả ha. Cái thứ hai nữa là cái cơ cấu cổ phiếu của mình hiện nay nó cũng đang khá tốt, nó có giảm một ít nữa thì nó cũng không chạm phải cái trạng thái call margin, cho nên mình cũng chưa đến mức phải lo lắng. Hoặc là nó có thể call margin một ít đi thì mình vẫn còn đủ sức để mình bù vô ha, thì tiền đó sau này cổ phiếu nó tăng trở lại thì margin nó lại dư ra, mình có thể hoàn toàn mình rút được được cái tiền nó ra. Cho nên là cái chuyện mà các bạn đang giữ margin thì các bạn ngay lập tức là các bạn phải giảm margin đến mức an toàn, đồng thời là các bạn phải cơ cấu cái danh mục chứng khoán của các bạn về những cái cổ phiếu an toàn, hoặc là các bạn thoát hẳn ra thị trường ha, các bạn cứ ôm tiền mặt đó, các bạn ngồi chờ. Đây cũng là một cách hành xử hay, một hành xử rất là an toàn và nó phù hợp với cái phương pháp khuyến nghị của Mark Manovini cho cái phương án giao dịch ngắn hạn, giao dịch theo đà tăng trưởng này nọ ha. Còn bản thân mình thì các bạn tham gia ở trên nhóm thì cũng hiểu được rằng là mình có hai cái phương pháp động chính. Thì trong những cái thị trường mà nó suy giảm như thế này thì mình quay về mình tích lũy những cổ phiếu tốt và mình nằm đó mình chờ. Còn khi thị trường nó hưng phấn, nó ấm lại và nó đang trên đà tăng trưởng thì mình áp dụng cái phương pháp T cộng, cái phương pháp của Mark Manovini, phương pháp cung cầu của mình, để mình tìm ra cái tín hiệu cổ phiếu tăng rồi mình sẽ giao dịch trên cổ phiếu đó. Nhưng mà các bạn nghĩ là phần lớn trong cái tỷ trọng danh mục của mình tối thiểu 50% vẫn là nằm ở trong nhóm những cổ phiếu an toàn, trong đó tỷ trọng lớn của mình vẫn nằm ở cái cổ phiếu của FPT. Và vừa rồi thì mình bổ sung thêm cổ phiếu IMP là cái cổ phiếu ngành dược, đồng thời là đợt vừa rồi thì mình bổ sung thêm tiếp cái cổ phiếu HPG. Trong đó thì FPT mình định hướng là mình nắm giữ dài hạn hơn một chút, và còn cái HPG, cái IMP thì mình sẽ nắm giữ tối thiểu trong cái thời gian đến đến cái giai đoạn năm sau. Tất nhiên là không phải cứng nhắc theo toàn bộ theo 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 cái việc nắm giữ, cái thời hạn nắm giữ đó, nhưng mà nếu như HPG nó lên đến một cái tỷ suất lợi nhuận nào đó mà rất tốt thì mình sẽ tranh thủ mình bán ra một ít ha, cái chuyện đó là hoàn toàn có thể. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà HPG vẫn vẫn cứ tiếp tục giảm giảm giá xuống hoặc là tiếp tục đi ngang thì mình sẽ giữ tiếp cho đến khi cái kỳ cổ tức năm sau. Và cái việc khi mình bán ra các cổ phiếu này thì chỉ khi nào mà các cái doanh nghiệp nó xấu đi, các doanh nghiệp nó làm ăn bỗng nhiên nó thua lỗ hay là nó có vấn đề gì nghiêm trọng lắm thì mình sẽ bán ra. Những cái cổ phiếu này mình nhắc lại cho các bạn là mặc dù mình mua mình nắm giữ dài hạn, định hướng là nắm giữ dài hạn, nhưng mà mình không cứng nhắc cái việc là mình giữ bao lâu, mà là mình sẽ bán ra bất cứ khi nào mà cái cổ phiếu này, cái doanh nghiệp này nha, cái doanh nghiệp này nó làm ăn nó trở nên tệ hại, nó làm ăn nó trở nên trục trặc, nó làm ăn nó trở nên thua lỗ và cái ngành nghề của nó không còn một cái cơ hội gì nữa ha, thì mình sẽ bán ra ha. Còn cái việc lựa chọn cổ phiếu tích lũy như thế nào, cái việc mua bán ở những cổ phiếu này như thế nào thì có dịp mình sẽ làm riêng một cái clip nói về cái chuyện mà giao dịch thuần túy giao dịch trên một cổ phiếu của FPT thôi ha. Những cái cổ phiếu an toàn như vậy thì mình hoàn toàn có thể áp dụng cái phương pháp này để mình tiến hành mình giao dịch trên cổ phiếu FPT cũng được. Còn hiện nay trong cái giai đoạn này thì mình nghĩ rằng các bạn cứ tập trung chủ yếu vào những cái doanh nghiệp tốt thì chúng ta mua. Còn nếu các bạn không có lòng tin ở cái giai đoạn này thì các bạn tốt nhất các bạn ôm tiền mặt đi ra, không nên tham gia vào những cái cổ phiếu mà các bạn không hiểu cái gì về nó. Các bạn chỉ cần thấy một cái tín hiệu tăng một xíu là các bạn mua, là cái này là cái hành động rất là nguy hiểm trong cái giai đoạn thị trường nó bất ổn như hiện nay. Mình show một xíu để cho các bạn thấy là hôm nay mặc dù thị trường nó xấu như vậy ha, kể cả mấy phiên hôm trước nữa, nhưng mà lúc nào ở trên sàn nó vẫn vẫn có những cái cổ phiếu tăng ha. Có con thì tăng trần, có con thì tăng xanh, nhưng mà phần lớn nó đỏ ha. Các bạn nhìn thấy ở bên vừa rồi mình sau có hai mươi mấy cái cổ phiếu nó tăng giá thôi. Thì trong cái nhóm này này,
À, các bạn cứ lướt thử xem. À, ví dụ như là trong này có những cổ phiếu nào mà các bạn quen biết hay không? AB, à, ngân hàng, à, VBS, à, chứng khoán, à, VIP, à, SJC, rồi DAT những à, mình nhìn trên cái đám cổ cái số lượng cái cổ phiếu tăng như thế này, hầu như là những mình chưa bao giờ giao dịch ở trên những cái cổ phiếu này cả. Trong đó có cổ phiếu VIP thì ngày xưa mình có mua một chút, mua cho vui thôi, 5-3 triệu gì trong tài khoản đó thôi, theo cái tín hiệu mạnh thì mua vào một chút thôi, còn lại là trên toàn bộ cái danh mục này hầu như là không có một cái cổ phiếu nào mà mà mình đã giao dịch cả ha. Cổ phiếu thi rồi 247, các bạn nhìn thấy cái thanh khoản của nó này, à, khối lượng nó cực kỳ thấp, có cổ phiếu BAT có 10, à, khớp lệnh có 10 cổ phiếu, à, 40 cổ phiếu, 10 cổ phiếu. Các bạn nhìn thấy cái khối lượng nó khớp lệnh cực kỳ ít ha, chỉ có mỗi ông HNG Hoàng Anh Gia Lai đây, nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai ha, à, thì tăng 2.5 và nó lên 1 triệu ha, rồi SJC thì nó được 3 triệu cổ phiếu thôi, còn lại là thanh khoản khá là thấp, cổ phiếu những cái cổ phiếu này rất là xa lạ, trong khi cái việc cổ phiếu này nó tăng trưởng vì vì cái gì thì rõ ràng là chúng ta còn phải phải suy tính. Ví dụ ông VBS này, ổng tăng trưởng hôm nay ổng tăng trưởng lên tới 6.9% trong gần là cái mức giá trần luôn rồi. Mà với tình hình chung vừa rồi các bạn thấy rằng là báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều đơn vị ha, thì những cái công ty liên quan đến 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 đến, đến, đến chứng khoán thị trường là eo như thế này thì chúng ta làm gì có hy vọng ở trên này ha. Các bạn nên, nên nên phân tích tự mình, nên nhận định thêm. Mình thì mình không muốn phân tích sâu vào các cái cổ phiếu, à, mà mình để mình đưa ra các cái nhận định mà nó không thực sự khách quan lắm, bởi vì mình không có hiểu được được cái tính chất ngành nghề ở những cái cổ phiếu này ha. À, còn bản thân mình thì mình cứ tập trung vào cái cổ phiếu mà mình quen biết, ví dụ như FPT, à, chúng ta quan sát thử xem là Covid đợt một nó có bị giảm giá hay không, có giảm nhưng mà nó làm ăn có tốt hay không, vẫn tốt ha, nó vẫn lợi nhuận tăng trưởng vẫn đều đều, thì rõ ràng cái việc mà một cái doanh nghiệp làm ăn tốt mà giá cổ phiếu của nó giảm thì đây là cơ hội để chúng ta mua mua vào cổ phiếu giá rẻ ha, với cái định giá hiện nay PE của FPT cao đó bằng 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 10, à, quá quá hợp lý. À, các bạn chỉ cần tính tính bình quân cái lợi nhuận, à, bình quân cái tiền cổ tức nó chia ra trong vòng 5 năm hiện nay, à, các bạn chỉ cần áp dụng lại kép vô một chút thì các bạn sẽ thấy rằng là nó hiệu quả vô cùng, nó hiệu quả nhiều hơn so với cái việc bạn đem tiền bằng 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 ở ngân hàng. Rõ ràng là một một phương án một lựa chọn rất là hợp lý. Và hôm nay thì do cái thị trường nó diễn biến nó khá xấu mà mình không tiến hành mình phân tích sâu vào từng cổ phiếu, mà hiện nay thì mình cũng chỉ nhận định chung ở thị trường như thế này, và đồng thời mình sẽ cố gắng mình quan sát, mình tìm hiểu thêm một vài cái cổ phiếu nữa, cái cổ phiếu nào nó tốt, nó đáng tích lũy ha, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn có cơ hội các bạn tính toán, à, các bạn mua vào. Thì trước mắt là hiện nay mình nói với các bạn rằng là cái cổ phiếu FPT nó là cổ phiếu, à, gần như là cổ phiếu duy nhất của mình trong cái giai đoạn này, và mà mình chú ý ha. À, còn bữa nào đó thì mình sẽ phân tích thêm cái cổ phiếu, à, IMP, cổ phiếu HPG, à, đồng thời mình sẽ phân tích riêng từng một vài cái cổ phiếu, à, mà mình cảm thấy rằng là nó có một cái cơ hội tăng trưởng tốt trong cái thời gian tiếp theo, đồng thời nó có hưởng lợi được cái phong trào chuyển dịch, à, cơ cấu công nghiệp rồi cái chuyện tái cơ cấu, à, sản xuất này nọ, à, mình sẽ tìm, à, mình sẽ phân tích thêm để cho các bạn có thêm cái nhận định. Còn ở trong này các bạn ở trên nhóm Zalo hôm nay thì cũng 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 à, thông qua các cái clip này mình muốn trao đổi với các bạn một 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 xíu là các bạn có rất là nhiều bạn hỏi mình là hôm nay mua con nào, thị trường hôm nay nó đã là đáy chưa, à, rồi nên mua cổ phiếu này ở giá nào, ABC này nọ, rất rất là nhiều những câu hỏi như vậy. À, thì bản thân mình cũng đã trả lời ở trên nhóm rồi, à, thì phần lớn những cái câu hỏi đó rất khó cho mình để mình trả lời ha, à, hoàn toàn mình không có thể biết được là khi nào cái thị trường nó xuống đáy, cho nên hỏi bắt đáy được chưa thì cái hành động này rất là nguy hiểm ha. Câu trả lời cho cái câu hỏi này không 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 ai trả lời được cả. Còn cái việc mà bạn mua giá nào mà các bạn thấy phù hợp thì các bạn mua. À, ví dụ như các bạn hỏi mình rằng FPT mua giá nào là được, à, rõ ràng thì mình cũng không trả lời được là mức giá nào là tốt cho các bạn cả. Ừ, tại vì mình cũng không biết là FPT khi nào nó giảm, nó hết hết cái đà suy giảm của nó. À, mình hoàn toàn không không biết được cái phần này. À, tuy nhiên là nếu như các bạn nhận định rằng các bạn mua theo tích lũy
Thì một là các bạn cứ chờ khi mà cái giá nó giảm thấp thì thấy phù hợp các bạn mua vào hết 100%. Nhưng mà nếu các bạn không cứ ngờ ngợ rằng là nó sợ nó không giảm tới mức này thì thôi mình mua cao hơn một chút thì mình cứ mua đi dần đi. Ví dụ thay vì ở mình mua 4,33 à, thì 4,4 mình mua một chút, xong rồi 4,3 mình mua một chút, 4,2 mình mua một chút, mình nghĩ bình thường nó cũng cũng trên là theo một ít thôi. À, cái phương pháp này mình nghĩ rằng là nó cũng phù hợp. Chúng ta không nên chờ đợi ở một cái mức giá nào cụ thể với cái diễn biến của thị trường chứng khoán cả. À, chúng ta cứ nói là cái mức giá mà trông đợi nó lên đâu đó khoảng bao nhiêu hay là mức giá nó xuống khoảng bao nhiêu, à, khi nào nó bật lại, những cái câu hỏi như thế này là chúng ta không có phương án để chúng ta trả lời. À, cho nên là các bạn nên, nên 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 tự mình chú ý, tự mình quan sát và tự mình cảm nhận được cái mức giá nó phù hợp hay không thì chúng ta sẽ vào. Còn giai đoạn này mọi phương án, mọi phân tích kỹ thuật, mọi lời khuyến cáo, mọi lời khuyến nghị về việc mua một cổ phiếu nào đó chắc chắn hay không chắc chắn nó đã đến đáy, nó đã xuống tới đáy rồi, nó chỉ còn phục hồi thôi. Những cái khuyến nghị này theo mình là hoàn toàn mang ý kiến chủ quan và rất khó để chúng ta nhận định ha. À, cuối cùng thì mình trao đổi sơ bộ như vậy ở trong cái clip này. À, các bạn nên quan sát thêm cái diễn biến ở thị trường. À, đặc biệt mình lưu ý lại một lần nữa là các bạn là cái ngày mai và ngày mốt là những cái ngày gần cuối tuần rồi ha. À, cho nên là các bạn nên hạn chế giao dịch, bởi vì là cái diễn biến tin tức và những cái ngày không giao dịch, ví dụ ngày thứ bảy chủ nhật, hoàn toàn mình không biết điều gì xảy ra cả. À, cho nên là chúng ta nên nên hết sức cẩn thận ở trong giai đoạn này. Thà rằng chúng ta đứng ngoài thị trường chúng ta quan sát, chứ còn đừng vội mà đi vào những cái cổ phiếu, những cái phiên như thế này, nó rất là rủi ro. Đặc biệt là đối với những cổ phiếu mà các bạn không hiểu biết về nó, các bạn không quen với mức giá của nó, không quen với diễn biến, không quen với lịch sử của nó thì đây là một cái điều khá rủi ro. À, cho nên các bạn nên chú ý phần này. À, cuối cùng mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip mình cũng như là ủng hộ cái kênh mình trong suốt cái thời gian qua. À, các bạn vào kênh thì các bạn có thể là cố gắng subscribe kênh, các bạn like hoặc là comment hoặc là share cái clip ở trên kênh của mình ha, để ủng hộ mình có thêm cái động lực để mình làm tiếp các clip khác, mình chia sẻ cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình cũng như là trao đổi với các bạn nó rõ, nó có nhiều cái động lực hơn ha. Rồi các bạn hoàn toàn các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Zalo để trao đổi cùng với khoảng hơn 200 thành viên rồi ở trên cái nhóm của mình. Ở đây mọi người trao đổi cũng 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 rất là thuận tiện, cũng rất là vui vẻ ha, cũng chia sẻ được nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức hay. À, và cái nhóm này thì free cả ha, toàn bộ cái phần này nó mà chúng ta không phải 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 tốn một đồng phí nào cả. À, cái link để truy cập vào cái kênh Zalo của mình, thì mình có để trong mọi cái clip. Nó có trong cái phần description này. Các bạn cứ click vào ở đây ha, click vào cái nhóm Zalo này. À, xin chào các bạn. Thì mình chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Việt. Mình sẽ accept cái request của các bạn thôi ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Và có một số cái clip mình có tiến hành mình chèn một một ít quảng cáo vào ở các clip á, thì các bạn chịu khó theo dõi một chút thôi. À, còn những cái clip mới thì mình cứ để cái phần quảng cáo mặc định của Google thôi, mình không can thiệp ha. Còn sau đó khoảng một tuần thì mình có thể bổ sung thêm một 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 ít quảng cáo nữa ha. Cái này là cái cách mình tạo thêm một một ít doanh thu thôi. À, nó là cái niềm vui khi mà mình làm clip. À, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.